Xin chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Cố Gia Vũ. Thì trong cái thời gian qua em có nhận được rất nhiều những cái comment hay là những cái cuộc gọi điện thoại hay kể cả những cái phần tin nhắn ở Zalo ấy, các bác có hỏi cho em rằng là cái mẫu bàn thờ tam cấp thì bao nhiêu tiền ấy, hay là một số những cái bác thì còn hỏi một cách nhanh chóng rằng là cái bàn thờ án gian chân 12 mà chú hay quay trên TV ấy sẽ bao nhiêu tiền ấy. Thì tại vì em quay rất nhiều những cái video, những cái clip ở trên TV, các bác phải nói rõ ra cho em là cái bàn thờ nó như thế nào, chân 12 dài 2 mét bao nhiêu, hay 1m97 hay là dài 2m17 nó như thế nào thì em cũng biết lối em báo giá cho các bác. Nhưng mà chưa hết nhá, có những bác còn chưa cả biết phân định về gỗ ấy, cứ gọi điện chung chung là cái bàn thờ chân 12 dài 2m17 giá bao tiền ấy, thì em xin khẳng định luôn ấy, những cái bác gọi điện như vậy ấy, thì hầu hết các bác này đều không biết về gỗ, các bạn đều sẽ không biết về gỗ và rất dễ mua phải những cái sản phẩm nhầm, những cái sản phẩm giá trị kém, chất lượng kém các bạn. Đây là hôm nay em sẽ làm cái clip này là em sẽ chỉ cho các bác cái cách hỏi giá bàn thờ sao cho chuẩn, và đồng thời cũng chỉ cho các bác luôn là chiếc bàn thờ tam cấp giá như thế nào ấy, giá như thế nào để các bác có thể cân đối và tránh là mình không mua phải những cái sản phẩm là hàng kém chất lượng mà giá lại cao các bác nhá. Đấy, đầu tiên thì em sẽ hướng dẫn các bác là hỏi chiếc bàn thờ tam cấp trước đã nhá. Đấy, thì mẫu bàn thờ tam cấp này, khi mà các bác đã biết rõ cái bàn thờ dưới ấy, gọi là cái cấp 1, cái bàn thờ cấp 1 ấy, đấy là một chiếc bàn thờ to này, ví dụ như chân 14 dài 2m17 cao 1m27 rộng 1m17 đấy, khuôn 5 ván 2, đi từng chi tiết như vậy rồi thì các bác sẽ hỏi đến phần cấp, vì cái phần cấp này là nó sẽ phần rời. Các bạn có hai loại cấp, một là cấp rời, hai là cấp liền. Với cái thằng phần cấp liền thì giá của nó sẽ rẻ hơn các bạn, giá của nó sẽ rẻ hơn. Và như cái cấp liền như vậy thì cái phần ván gỗ ở bên dưới cấp ấy, ván mặt gỗ ở dưới cấp ấy, thì người ta sẽ loại bỏ đi, người ta chỉ làm than cho các bác thôi, thì lúc đó giá thành của sản phẩm nó sẽ rẻ đi nữa. Đấy, rẻ đi nữa. Nhưng mà có một số bác lại không thích cái kiểu cấp như vậy, tại vì nó bị lọt ở cái phần dưới. Đấy, nhiều bác quan niệm là gọi là phải phần hậu người không tốt, nên là các bác làm luôn phun mặt luôn cái cấp liền ở dưới luôn các bạn. Đấy, thì với những phần cấp liền như vậy, thường thường là những cái phần cấp tháo rời đấy, bàn mặt bàn này, cấp 2 này, cấp 3 này, đấy sẽ chồng lên nhau và tất cả là đều tháo rời ra các bác nhá. Đấy, thì ưu điểm với những cái hàng này thì là sẽ chắc chắn này, và không lo về cái vấn đề công vinh, tại vì có đầy đủ như một chiếc mặt bàn, đầy đủ thang hậu, thang tiền, hai thang hông này đấy, khuôn hậu, khuôn tiền, khuôn hông nữa, đầy đủ như vậy thì một chiếc mặt bàn của nó cực kỳ là dày. Đấy, kể cả là các bác có thể làm hàng khuôn 5 ván 2 phân thì các bác có thể đặt lư hương đỉnh đồng lên trên những cấp 2, cấp 3 như vậy, cực kỳ là thoải mái luôn các bác. Đấy, thì giá của cấp dời như vậy thì nó sẽ khá là cao các bạn, nó khá là cao. Nó còn phụ thuộc thêm một cái yếu tố nữa là cái độ dày của cấp bác làm. Như ở Đầu Gỗ Gia Vũ bên em thì có hai loại cấp, ví dụ cấp bình thường hàng khuôn 4 ván 1,5 phân động thì giá cả nó sẽ thấp hơn. Đấy, nó sẽ thấp hơn coi nhá. Còn với cái hàng cấp chắc chắn đóng theo cái lối mộng sập, hàng khuôn 5 ván 2 dày dặn cho các bác thì giá nó sẽ cao hơn một tí. Nên là bác nào khi mà em tư vấn và mua hàng bên em ấy, thì đều biết là có hai loại cấp, cấp 1 và cấp 2 rồi các bạn. Đấy, thì giá cả của hai loại cấp này thì nó còn phụ thuộc vào độ dày của sản phẩm và quy cách của sản phẩm. Đấy, cái cấp nó không khác gì một cái mặt bàn thờ luôn các bạn, nên là giá của nó cũng khá là cao các bạn nhá. Đấy, nó sẽ ngang ngửa với một chiếc bàn cơm các bạn. Đấy là về giá cả của chiếc cấp. Nên là khi mà nói là một chiếc bàn thờ tam cấp thì giá trị bao giờ nó cũng sẽ cao hơn rất nhiều so với những cái bàn thờ bình thường có nhá. Đấy là cái cách người ta tính cấp. Đấy, cấp rời, giá tiền rời các bạn, không liên quan gì đến bàn. Còn nếu như bác nào muốn mua trọn bộ combo ấy, thì các bác bảo là báo cho bác combo bàn thờ tam cấp bao nhiêu tiền thì em sẽ tính toán và chia ra từng hạng mục để cho các bác, để các bác có thể hiểu hơn và nắm bắt kỹ hơn được các bác nhá. Đấy, còn tiếp sát với câu hỏi số 2 là nhiều bác bảo rằng là gọi điện cho em hỏi rằng là bàn thờ chân 12 dài 27 giá bao nhiêu tiền. Đấy, thì cái câu hỏi đấy là sai. Em khuyên các bác là không nên hỏi cái câu hỏi như vậy. Đấy, thì biết rằng là các bác, nhiều bác là sẽ không biết nhiều về đồ gỗ đồ thờ và hay hỏi như vậy, nhưng mà các bác nên xem cái video này. Đấy, và xem những cái video ở cơ sở của Đồ Gỗ Gia Vũ hay là những cái cơ sở khác, người ta sẽ nói chi tiết cho các bác hơn. Đấy, nhưng tại video này thì em sẽ nói rõ cho bác này. Các bác hỏi chung chung như vậy, cái bàn thờ hàng chợ nó cũng chân 14 dài 2m17
đấy, hàng trung bình nó cũng là trên 14 giá bên vậy. Thì bây giờ người ta sẽ báo cho các bác cái giá nào, cái hàng nào nó là quan trọng, nó báo lên cái hàng chợ thì dùng 2 năm 3 năm sau các bác hỏng, thì lúc đó các bác tiết kiệm được 1-2 triệu nó có vấn đề gì, lại phải đi mua một cái bàn sáo mới. Hay là các bác mua cái hàng trung bình đấy, mộng mẹ nó không chắc chắn, thì các bác dùng 4 đến 5 năm sau nó cò kẹp, nó lung lay, thì em hỏi các bác xem bàn thờ gia tiên nhà mình mà bị lung lay thì còn cái gì nó vững vàng được nữa. Đấy, nó ảnh hưởng rất nhiều về cái vấn đề tâm linh, đấy, về cái sự nghiệp, về cái phong thủy, về cái gia đình của mình các bác. Nên là em nói kỹ cho các bác là thế này, cùng là cách đi hỏi giá, bác hỏi luôn là hàng chắc chắn luôn. Đấy, thì hàng chắc chắn như thế nào, bác nhớ kỹ cho em này, hỏi kỹ này, là về chân này, chiều dài, chiều rộng, chiều sâu này, độ dày này, đấy là 5 cái các bác phải hỏi các bác nhá. Gỗ nữa này, đấy, về 6 cái, tất cả là 6 cái các bác cần phải hỏi. Đầu tiên là bác hỏi cho em theo cái cấu trúc này này, là cho bác hỏi là chiếc bàn thờ gỗ hương đá chân 12 hay là chân 14, dài 2m17, cao 1m27, rộng 1m07, khuôn 5, ván 2 phân, đấy, lá mặt chắp 2, giá bao tiền. Đây là cái quy cách hàng chuẩn, hàng dày của bên cơ sở đồ gỗ Gia Vũ bên em. Đấy, còn thêm nữa thì các bác theo kiểu là thêm là mộng thắt hay mộng thường. Đấy, mộng thường thì sẽ rẻ hơn mộng thắt đó nhá. Các bác nên hỏi kỹ cái vấn đề như này. Thì người xưởng người ta sẽ báo cho các bác một cái mức giá gọi là chuẩn về những cái hàng đẹp, hàng chắc chắn dùng đến 30 40 năm sau thì thoải mái hơn, không vấn đề gì hết. Đặc biệt là cái hàng mộng thắt các bác. Đấy, chứ các bác đừng có hỏi là hàng khuôn 5 ván 2, hay là chỉ cần hỏi, chỉ mỗi hỏi là dài 2m17, cao 1m27, đấy, chân 14 giá bao tiền, gọi như vậy thì sao mà biết trả lời được không các bác. Người ta đưa cho bác cái giá hàng chợ, các bác thấy rẻ các bác mua, 3 4 năm sau vấn đề cái thì lúc đó ai chịu trách nhiệm. Tại vì người ta bảo là bác mua cái hàng chợ thì ai dám bảo hành cho các bác được, đúng không các bác. Đấy, nên là các bác xem hết video này thì các bác nên hiểu kỹ hơn về cái vấn đề hỏi giá. Đấy, đồng thời là mình ghi ra một tờ giấy để mình có so sánh giá với những cái cơ sở khác, xem người ta làm như thế nào để có thể thuận tiện nhất và chính xác nhất các bác nhá. Đấy, thì cảm ơn các bác đã xem hết video này, và bác nào có những cái vấn đề nào về những cái câu hỏi nào nữa thì các bác cứ comment xuống phần bên dưới, em Văn sẽ trả lời trực tiếp cho các bác một cách nhanh nhất và chính xác nhất các bác nhá. Xin chào các bác.